5 tai họa khi bạn ăn tối sau 8 giờ. Thưa quý vị và các bạn, ăn tối muộn là điều đại kỵ với các bác sĩ. Hơn ai hết, họ hiểu điều tai hại của thói quen này. Thứ nhất, cần phải hiểu thế nào là muộn với bữa tối của chúng ta. Về cơ bản, không có khung giờ lý tưởng hoàn toàn cho bữa tối của chúng ta, miễn là chúng ta ăn trước giờ đi ngủ từ 3 đến 4 tiếng, đủ thời gian để tiêu hóa hết thức ăn, tránh tích mỡ thừa và mất ngủ. Theo nguyên lý đó, sau 8 giờ là khung giờ đại kỵ cho việc ăn uống. Vì chúng ta cần đi ngủ trong khoảng thời gian từ 10 đến 11 giờ để cơ thể bước vào giai đoạn phục hồi tốt nhất. Mà ăn sau 8 giờ thì không thể tiêu hóa kịp, từ đó dẫn đến những hệ lụy như sau. 1. Tăng cường nguy cơ ung thư dạ dày. Ăn tối muộn đồng nghĩa với việc ăn xong không vận động hoặc vận động ít gây ra tăng gánh nặng cho hệ tiêu hóa. Tình trạng kéo dài sẽ dẫn đến các bệnh về dạ dày và thậm chí là ung thư dạ dày. Điều này được chứng minh trong nghiên cứu của Đại học Tokyo, Nhật Bản. Các nhà nghiên cứu cho biết có 38,4% dân số mắc bệnh ung thư dạ dày nếu ăn tối trong khoảng từ 8 đến 9 giờ tối. Các nhà nghiên cứu phân tích tuổi thọ của các mô tế bào rất ngắn và thường được thay mới mỗi 2 đến 3 ngày. Quá trình thay đổi này diễn ra chủ yếu vào ban đêm. Ăn tối muộn, dạ dày sẽ phải tiêu hóa liên tục, ảnh hưởng đến niêm mạc dạ dày nên tăng nguy cơ ung thư. 2. Dễ mắc tiểu đường. Ăn tối muộn cùng với việc ăn quá nhiều sẽ giảm lượng insulin sinh ra. Bình thường, đường trong máu được kiểm soát bằng insulin. Nó có tác dụng làm giảm đường trong máu. Khi lượng insulin không đủ sẽ gây tăng đường huyết, dẫn tới bệnh tiểu đường. 3. Mất ngủ. Quá trình tiêu hóa sát giờ đi ngủ sẽ tác động đến chu kỳ giấc ngủ của bạn, khiến bạn thức dậy thường xuyên hơn và khó đi vào giấc ngủ. Nếu như bạn tiêu thụ nhiều thực phẩm có đường hoặc chiên nướng thì nó lại càng tác động tiêu cực hơn. 4. Dễ mắc sỏi thận. Ăn tối sau 8 giờ rồi đi ngủ luôn là cực kỳ hại. 4 đến 5 tiếng sau khi ăn là hoạt động bài tiết nước tiểu để thải một lượng canxi ra bên ngoài cơ thể. Nếu lượng canxi trong nước tiểu này theo thời gian tích tụ sẽ dẫn đến sỏi thận. 5. Tăng huyết áp. Khi bạn ăn tối muộn, sau đó đi ngủ thì phần lượng máu trong cơ thể sẽ tự động dồn về các thành động mạch và tim, từ đó sẽ gây tăng huyết áp. Huyết áp cao một khi thành mãn tính sẽ là tiền đề cho bệnh tim, nhồi máu cơ tim hoặc đột quỵ, cực kỳ nguy hiểm. Chúc quý vị và các bạn có thật nhiều sức khỏe.